Hai Phượng chiếu trên Netflix. Hai Phượng Fury sẽ chiếu trên hệ thống này ở nhiều quốc gia, trừ Mỹ và Canada. Từ ngày 22/5 ở hai nước này, phim ra mắt trên Netflix vào tháng 9 Ngô Thanh Vân vui mừng và nhận định đây là bước đi tốt để phim tiếp cận nhiều khán giả. Giá bán tác phẩm cho Netflix không được công bố. Trailer 3 phim Hai Phượng trailer phim. Netflix là dịch vụ phát hành phim trực tuyến hàng đầu thế giới, những người dùng trả tiền mỗi tháng để xem các tác phẩm có trên hệ thống này. Vài năm qua Netflix phát triển mạnh và được nhiều người Việt Nam biết đến, trước Hai Phượng, phim Việt chúng số và Trung cư mà được chiếu trên hệ thống này, còn Ngô Thanh Vân từng đóng hai phim do đơn vị sản xuất là Ngọa hổ tàng long 2 và Bright. Cũng trong năm nay, ở Mỹ, Hai Phượng sẽ ra mắt trên một số dịch vụ chiếu phim theo yêu cầu VOD như iTunes, Comcast, Amazon, Google Play. Ở các hệ thống này, người dùng sẽ lựa chọn phim để xem trực tuyến với cơ chế gần giống Netflix. Hai Phượng do Lê Văn Kiệt đạo diễn, Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính, kể về người mẹ đi cứu con gái bị bắt cóc, ra mắt ở Việt Nam từ tháng 2. Tác phẩm gây suốt phòng vé với yếu tố hành động, phim cũng được chiếu ở một số cụm dạp ở Mỹ. Tổng cộng, Hai Phượng thu hơn 200 tỷ, là phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Ân Nguyễn